Ơi. Bạn Bi ơi cho lên cao này nào. Bố đây. Đây lên cao này bạn Bi. Đây bạn Bi để lên cao đây. Để đứng trước mà đứng trước á. Đúng rồi. Rồi bắt đầu. Xong rồi đẩy cái thanh. Rồi, thả tay ra. Thả tay, thả tay. Thả tay, thả tay cho ô tô chạy. Đúng rồi. Đó, ô tô này đi theo với bạn Bi khắp nơi đó. Ôi, bạn Bi trốn à? Peek-a-boo. I see you. I see you. Peek-a-boo. I see you. À, mấy dòng xem bên này, mình giới thiệu rồi con, mình giới thiệu cho các bạn rồi. Các bạn có thể xem những tập trước của bạn Bi nha. Các bạn nhớ ấn follow và like kênh của bạn Bi nhá. À, bạn Bi đang thích xem kênh, xem xe cứu hỏa này các em. Xe cứu hỏa này bạn Bi cũng đã giới thiệu rồi nhá. Giới thiệu các tập trước rồi, các bạn có thể xem lại ở một số video trước. Bạn Bi kìa, bạn Bi nghịch quá. Ui. Xe ô tô tiếp tục này, tiếp tục cuộc hành trình này. Bạn Bi cho ô tô chạy đi đâu? Chạy lên trên cao, đúng rồi. Bắt đầu cho chạy xuống. Rồi, Bi thả tay ra. Con thả tay ra chứ. Đúng rồi, thả tay ra. Thả. Mở lên, mở cửa cho ô tô chạy qua. Mở cửa. Đó, em thấy không? Ô tô chạy đó. Đó. Rất là nhanh nhá. Bây giờ sẽ lên đây để view các em thấy xe chạy như thế nào nha. Wow. Trò chơi rất là khoái đó. Các bạn nếu thích video của Pi thì các bạn nhớ ấn like và subscribe nhá. Kênh của bạn Pi nhá. Nào, bây giờ chúng ta chỉ cần mở cửa như này thôi. Đó. Cả ô tô đã chạy rồi các em ơi. Wow, thật là cool.